Hẳn chúng ta còn nhớ cách đây không lâu, cô gái có tên Võ Thị Thu Trang 2000, đến từ Hải Dương, bỗng nhiên dương nổi như cồn trên mạng làng mạc hội nhờ dòng một khủng lên tới 110cm. Số đo này chẳng những không giúp Trang đẹp hơn mà còn khiến cô nàng gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống. Bởi vậy, Thu Trang đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để thu nhỏ lại. Sau ca phẫu thuật thu nhỏ 60% dòng 1 hút 6 lít mỡ thừa ra khỏi cơ thể, ngoại hình Thu Trang trở nên bằng dặn hơn nhưng dòng 1 vẫn xếp vào hàng khủng. Điều đó làm cho cô nàng khi ra ngoài đường luôn thu được ánh mắt để ý, tìm hiểu của không ít người. Nữ sinh Hải Dương và dòng 1 vẫn cực khủng sau khi phẫu thuật thu nhỏ. Bẵng đi một thời gian ít sinh ra trên mạng làng mạc hội, Thu Trang đã gây bất ngờ khi lên tiếng đang đi du học ở Nhật Bản. Tại đây, với đôi gò bồng đảo ngoại cỡ, cô nàng dường như vẫn không tránh được việc bị nhiều người để ý dù đã ăn mặc bí mật đáo. Đặc biệt, có một du học sinh người Việt biết được Thu Trang trên mạng đã chụp lén lại hình ảnh cô nàng đang đứng chờ ở ga tàu điện ngầm. Tấm ảnh phản ánh rất rõ ràng nét ngoại hình hiện tại của Thu Trang trong quần áo không hở nhưng vẫn đủ thú vị sự tìm hiểu của những người xung quanh. Một du học sinh Việt đã chụp được Thu Trang đang đứng chờ tàu điện ngầm ở Nhật Bản. Thu Trang cũng bất ngờ về điều này. Theo tiết lộ của Thu Trang thì hiện cô nàng đang ở gần Nagoya, thành phố Phồn Vinh thứ ba ở Nhật Bản. Cuộc sống của cô gái ngực cũng khá yên bình với nhiều hình ảnh đẹp. Không chỉ vậy, Thu Trang cũng được cho là đã có người yêu khi đăng tấm ảnh tình tứ cùng một thanh niên giấu mặt dưới các sân, vì anh mến em như mến cây bàng non. Thu Trang hiện đã có người chơi trai. Những hình ảnh ở Nhật Bản của cô gái trẻ.